Hello, xin chào tất cả anh em, lại là mình Kiệt ra bờ lắc đây. Hôm nay mình sẽ ra cho anh em một bản ra bờ lắc lắc nhé. Trước khi tải fan, anh em hãy cho mình xin một like sub comment để mình sớm lên 5.000 sub nha. Ở phiên bản lần này mình đã nâng cấp lên mới nhất, anh em cứ chơi nha. Và sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em tải FF Effect lắc nhé. Link tải mình sẽ để ở phần bình luận nha. Ở đây có rất nhiều game, đặc biệt ứng dụng này sẽ hỗ trợ tất cả các loại game nha. Giờ thì chúc anh em một ngày tốt lành. Thank you.